có lẽ một cái vấn đề rất là nhạy cảm đó là vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân, đúng không? Nó không còn là một cái vấn đề xa lạ trong cái xã hội ngày nay. Và bây giờ thì người ta cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường của những đôi lứa yêu nhau ngày xưa, đúng không? Đặc biệt là cái thời ông cha, bố mẹ chúng ta thì cái việc quan hệ trước hôn nhân là một điều cấm kỵ, đúng không? Và nếu như mà ai mà có thai, có bầu trước khi cưới thì có lẽ là bí mật cả họ, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì giới trẻ hiện đại đã quan điểm thoáng hơn. Thì bây giờ thì người ta sẽ nói có những câu là cưới thì phải cưới cả trâu lẫn nghé, rồi là cưới về mà vô sinh hiếm muộn thì rất là khổ, đúng không? Và quan điểm về cái việc sống thử và mọi thứ trước hôn nhân nó đã thoáng hơn rất là nhiều rồi. Và người ta cũng không còn quan điểm là phải giữ gìn trinh tiết khi mà cưới xong với quan hệ. Và khi mà nam nữ yêu nhau ấy thì chúng ta có một cái tình cảm đặc biệt với nhau và chúng ta rất là dễ ham muốn nhau. Và cái lượng hormone nó tiết ra ấy, nó khiến cho chúng ta có đôi khi là chúng ta không thể kiểm soát được là cái lý trí của chúng ta nữa. Nếu đặt vào một cái quan điểm về một bác sĩ và một người làm ngành y thì bác sĩ sẽ có một số các lời khuyên sau đây cho các chị em nha. Mình thì mình có hai đứa con gái và chắc chắn là sau này khi mà các con của mình lớn thì mình cũng sẽ phải đối diện với cái tình trạng là dạy con như thế nào. Và những cái vấn đề càng ngày xã hội càng thoáng đi và giới trẻ càng ngày càng thoáng thì mình làm thế nào để chúng ta dạy con kiểm soát hệ quả của những cái vấn đề như thế này. Đứng dưới cái góc độ của y khoa thì khi mà chúng ta quan hệ ấy, thì chúng ta cần phải kiểm soát đầu tiên đó là các bệnh lý lây lan qua đường tình dục như là giang mai này, lậu này, sùi màu gà, đúng không? Là những cái bệnh đặc biệt là HIV/AIDS là cái bệnh thế kỷ. Rồi là viêm gan B thì nó cũng lây qua cái đường máu, khi mà chúng ta quan hệ mà chúng ta bị xước thì nó cũng có khả năng lây truyền viêm gan B. Rồi là cái câu chuyện đặt ra là trước khi mà chúng ta quan hệ thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ về bạn tình của chúng ta, đạo đức, nhân cách, phẩm chất, chúng ta phải rất rõ ràng về cái điều này. Còn nếu như mà chúng ta chưa rõ về cái vấn đề này thì bạn có thể sử dụng những cái biện pháp bảo hộ an toàn, ví dụ như là sử dụng những cái bao chẳng hạn, thì nó cũng sẽ giúp giảm những cái vấn đề lây truyền qua đường tình dục. Đôi khi là trong cái cuộc vui đó nó có những khoái cảm nó lên thì nhiều khi là chúng ta rất dễ bị quên đi, nhưng mà chúng ta phải rõ ràng về cái vấn đề này để kiểm soát cái những cái vấn đề này cho mình nha. Bởi vì là hồi đi làm ở phòng khám, cũng một thời gian mình đi làm phòng khám tư và mình đã đốt cho rất là nhiều ca có những cái tình trạng rất là nặng gây ra viêm nhiễm như là sùi màu gà, có những trường hợp mà bị dày rất là nặng luôn, tức là nó rất là nặng và những cái tình trạng đó nó gây ra viêm nhiễm rồi là những cái hệ quả rất là nặng. Và những cái trường hợp mà lậu ấy mình cũng đã gặp rồi. Và có những cái câu chuyện rất là vui là hồi đó thì mình làm thì có một cái cậu một cậu nam, cậu ấy xa bạn gái về quê, cậu xa bạn gái có 2 tháng thôi thì cậu có quan hệ ngoài luồng với một người ở quê, sau đó cậu ra khám thì phát hiện ra bị lậu đó. Thì những cái trường hợp mà tình một đêm á, mà chúng ta không có kiểm soát được cái vấn đề này thì nó cũng sẽ gây ra những cái hậu quả và những cái mối nguy hiểm cho chúng ta. Một cái vấn đề đáng sợ nhất đó là trong cái góc độ của y học á, đó là các vấn đề liên quan đến các cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Và khi mà chúng ta lựa chọn là người này là chồng, là vợ của chúng ta thì chúng ta sẽ cưới người này, thì chúng ta nên có những cái xét nghiệm khảo sát tiền hôn nhân để chúng ta kiểm tra sức khỏe tổng thể của người bạn đời của chúng ta. Bây giờ thì xã hội rất là văn minh rồi và nên là chúng ta nên làm những cái xét nghiệm đó. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta có các cái bệnh liên quan, ngoài các bệnh lý liên quan đến cái đường tình dục nhá, thì cái bệnh lý di truyền ấy cũng là một cái vấn đề. Tại sao ngày xưa các cụ cấm kết hôn cận huyết? Bác sĩ Dung cũng đã gặp những cái trường hợp mà mang những cái gen lặn của thalassemia ấy, hai bố mẹ cùng mang một cái gen lặn thalassemia và khi mà đẻ ra một cái đứa con đó, cái tình trạng tan máu của con, bố mẹ không sao nhá, bố mẹ không có tình trạng tan máu, nhưng mà khi hai bố mẹ cùng mang cái gen đó kết hợp với nhau thì đẻ ra một đứa con mang cái gen đó rất là nặng và suốt ngày đứa trẻ đó phải đi truyền máu. Đó thì mọi người cũng phải lưu ý cái vấn đề này cho bác sĩ Dung nha. Và bây giờ xã hội nó rất là văn minh rồi, chúng ta hãy xét nghiệm tiền hôn nhân là chuyện rất là bình thường. Rồi, ở góc độ y học thì còn một cái vấn đề nữa, đó là bạn có thể mang thai khi mà chưa sẵn sàng. Cái lúc mà cảm xúc dâng cao, đúng không? Trí tuệ đi xuống và có rất là nhiều thứ chúng ta không thể kiểm soát được. Ví dụ như là quên uống thuốc tránh thai, rồi bao cao su bị rách, thì chúng ta dễ có những cái trường hợp mà mang thai ngoài ý muốn ngay cả khi bạn đang sử dụng các biện pháp tránh thai. Sau đó thì bạn lại nhận ra rằng là cái người này chúng ta không thể kết hôn được. Vậy nên là nó ảnh hưởng đến cái tỷ lệ mà nạo phá thai và nó cũng ảnh hưởng đến chính sức khỏe sinh sản dẫn đến và cái tâm lý của bạn sau này. Do vậy mà chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn một cái tâm lý khi mà chúng ta tiến vào một cái cuộc tình mà chúng ta chưa có sẵn sàng, thì lúc này các cái biện pháp tránh thai bạn cần phải lưu ý. Và đối với một người làm mẹ
của hai cô con gái, chia là bác sĩ Dung, thì đặt địa vị của những người mẹ thì chúng ta cần phải có một cái sự giáo dục giới tính đặc biệt cho con của mình. Bởi vì sao? Thông thường ấy, ở nước ngoài ấy, họ thường có những cái môn giáo dục giới tính, nhưng mà ở Việt Nam thì hoàn toàn không có. Và giới trẻ cực kỳ mù mờ, dẫn đến là khi mà chúng ta yêu nhau, chúng ta trao cho nhau thì nó dễ có những cái ngoài kế hoạch, ngoài cái tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng mà người phương Tây ấy, họ cực kỳ thẳng thắn trong cái chuyện như thế này. Và mẹ có thể dạy con gái về những cái câu chuyện như thế này. Họ cực kỳ thẳng thắn và họ không giống người phương Đông của chúng ta. Và như vậy thì những cái đứa trẻ nó lớn lên và nó sẽ được tiếp cận sớm với những cái bộ môn giáo dục giới tính này, nó cũng sẽ khiến cái việc mà nó xảy ra mà nó không có đi quá giới hạn, hoặc là nó biết kiểm soát cái vấn đề đó. Đó là những cái vấn đề liên quan đến y học. Ngoài ra thì có một số các vấn đề khác liên quan đến xã hội, đúng không? Ví dụ như là bạn có thể dễ bị quay lén này, rồi là rất là nhiều những cái tệ nạn trong cái cuộc sống. Nhưng mà đương nhiên nó cũng chỉ là một phần những cái tiêu cực mà chúng ta nhìn thấy thôi. Mà chúng ta, hoặc là chúng ta không rõ về sự thật hay bản chất của cái mối quan hệ đó. Rồi là có nhiều những cái khu vực, những cái vùng miền nó vẫn kỳ thị nhiều về cái vấn đề như thế này. Thì tuy nhiên cái câu chuyện hạnh phúc lứa đôi ấy, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc quan hệ tình dục của chúng ta nó có hợp với nhau hay không. Nên là cái câu chuyện này của bác sĩ Dung cũng không có phản đối cái quan hệ trước hôn nhân. Vì chúng ta cũng phải test thử xem chúng ta có hòa hợp với cái người kia không. Và chúng ta không hòa hợp thì thật sự là cái cuộc hôn nhân nó cũng khó mà hạnh phúc được. Nhưng mà bạn cần kiểm soát các vấn đề liên quan đến y tế như vừa rồi bác sĩ Dung chia sẻ nha. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, hay là bạn quan tâm những cái chủ đề xã hội như thế này dưới góc nhìn của một người là làm chuyên môn, dưới góc nhìn của y học, thì bạn có thể là comment ở bên dưới để bác sĩ Dung có thể thấy là các bạn đang quan tâm đến cái chủ đề này, và bác sĩ sẽ ra những cái video tương tự để có thể là chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn của một người bác sĩ, hay là một góc nhìn của một bà mẹ có hai con gái, mà nó đều có trên những cái cơ sở khoa học mà chúng ta có thể tham khảo nha mọi người nha. Và nếu thấy hay và hữu ích thì đừng quên chia sẻ và lan tỏa tới cộng đồng. Bác sĩ Dung xin chào và hẹn gặp lại.